Chào cô phụ nhá. Nhưng mà mai chủ nhật mà. Mai thứ hai rồi anh. Lần đầu mò mẫm vào group của Đình Sang và những người bạn. Lần đầu mò mẫm vào đây và cũng live stream qua đây vì nó cũng phù hợp hơn, vì cái nhóm kia là cái nhóm Tân Đệ và Mỹ Lộc, đấy là nhóm đánh BOT. Nhóm đánh BOT. Từ đầu tiên là cái việc của BOT, à cái việc của lái xe Hoàng trên vụ Thái Nguyên ấy. Ở group này thì mọi người tham gia group này thì chắc là cũng biết khá nhiều, theo dõi khá nhiều về vấn đề đó rồi. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng là cảm ơn cộng đồng mạng, cảm ơn dư luận. Chúng ta đúng là cũng chưa làm gì được nhiều, nhưng mà cũng phải cảm ơn nhóm Trần Đình Sang và những người bạn. Cảm ơn các hội lái xe, cảm ơn anh em BOT Bờ Đậu. Dù là số lượng chưa đông, chưa áp đảo ở tại phiên tòa đó, nhưng qua quan sát thì thấy lực lượng an ninh, lực lượng công an ấy, dù là họ giật cái băng rôn nhưng mà qua nói chuyện với họ, họ cũng không thay đổi gì được cục diện và họ ôn hòa. Họ ôn hòa. Thế thì tôi lấy cái khác tôi kê, chứ có mỗi cái cốc để uống nước thì kê mất rồi. Đúng rồi đó, mình lấy cái này để kê. Nhờ cộng đồng mạng mà những tín hiệu khả quan đã bắt đầu. Các bạn nên nhớ rằng Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ chỉ xử lý việc khi cộng đồng mạng lên tiếng, nghĩa là dư luận xã hội râm ran. Thì ai chia sẻ cái này sang group Mỹ Lộc cho tôi với ạ, vì tôi không live stream bên đấy. Nhờ ai chia sẻ sang group Mỹ Lộc hộ với ạ. Cái vụ tai nạn này thì cũng giống bao vụ tai nạn khác, và một phiên tòa cũng giống bao phiên tòa khác. Nhưng lần này thì cộng đồng mạng dậy sóng. Cộng đồng mạng dậy sóng và cái việc quan trọng nhất là Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, ông Khuất Việt Hùng là phó trưởng ban, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình là trưởng ban. Thì thật ra là Thủ tướng hay Phó Thủ tướng hay là trưởng ban An toàn Giao thông không có thể suốt ngày ngồi đọc báo được, mà họ thường đọc báo chính thống là nhiều hơn. Họ thường đọc báo chính thống chứ không mấy khi mà họ đọc lang thang vào các group này, và họ không có thời gian để đọc báo. Nhưng đội ở đấy thì thường có gọi là một cái lực lượng gọi là nó như nào nhỉ, đọc tin thay những cái gì vấn đề nổi cộm của xã hội, họ lưu lại và họ báo cáo. Cũng rất may cho lái xe Hoàng là tôi cũng biết rồi câu chuyện nó sẽ đi đến đâu, nhưng ít ra là những tín hiệu khả quan đã bắt đầu. Có nhiều bạn nhắn tin hỏi tôi và nói chuyện với tôi, hỏi sao Phó Thủ tướng lại chỉ đạo. Ở Việt Nam nó vậy đấy, chả hiểu cái gì quá gì. Mà thế ví dụ như là vụ hiếp dâm này, vụ xin chào này, vụ này vụ kia, cứ thỉnh thoảng phát là Phó Thủ tướng chỉ đạo hay Thủ tướng chỉ đạo. Ở thế không chỉ đạo thì nó không làm đúng luật à? Nhưng thôi, tôi không bàn về vấn đề đấy. Tôi không bàn về vấn đề về chính trị. Vì ai, mỗi người chức trách nhiệm vụ họ có quyền hạn đấy. Ông có chỉ đạo tôi không làm. Nếu mà nói với những cái đất nước mà tam quyền phân lập ấy, ông chỉ đạo tôi không làm. Tôi làm đúng chức năng nhiệm vụ của tôi. Cái quái gì mà Thủ tướng với Phó Thủ tướng rồi các cơ quan ban ngành chỉ đạo này chỉ đạo kia. Thế không chỉ đạo hóa ra nó từ nay lâu nay nó làm sai à? Nên cái từ chỉ đạo đấy nó rất là buồn cười. Nhưng tôi chỉ đạo, cái chỉ đạo đấy là cái mà tích cực cho xã hội. Những vụ án được đẩy ra mổ xẻ một cách nó công tâm.
các bạn lưu ý rằng là như này, chúng ta phải thực sự là cũng luật sư cũng chưa làm được gì, tòa án chả làm được cái gì, hay là cộng đồng cá nhân ai cũng không làm được cái gì. Anh Trần Đình Sang hay nhóm này nhóm kia hay cả thân tôi lên nữa chém gió thôi. Những cái chém gió đấy là cái cùng cộng đồng mạng lên tiếng. Rất nhiều những group lớn và những người mà nổi tiếng, họ có lượng follow lên đến hàng mấy trăm nghìn ý. Hoặc như anh Trần Đình Sang thế, họ có lượng follow lên mấy trăm nghìn ý. Họ đăng là rất nhiều người họ biết. Đây là cái ví dụ những cái Facebook ấy mà nó không, chẳng như các bạn đang xem này này, những Facebook của các bạn là Facebook bình thường, không được kết bạn nhiều, không có lượng follow lớn chẳng, các bạn có nói cũng chẳng ai biết mấy, và cũng không nhiều người quan tâm. Nên cái việc của lái xe hoàng ấy, nếu kết quả có khả quan thì đó là sự lên tiếng của cộng đồng mạng. Dù rằng là chúng, ngay cả bản thân tôi và anh em cũng đang kêu gọi cái cách đánh, cách làm như thế nào để hỗ trợ lái xe hoàng, nhưng mà thực ra là cũng chưa nghĩ ra cái cách nào, cũng vẫn đang xoay vần với cái vấn đề là phản đối ở trên Facebook. Phản đối nó ở trên Facebook nên là nên là cái việc mà đấy, mỗi người comment ở đây như này này, mỗi người chia sẻ này, mỗi người phản đối qua là cộng đồng mạng thôi, nó đã có tiếng nói tới văn phòng chính phủ. Ông Khuất Việt Hùng là đã báo cáo, nghĩa là ông Khuất Việt Hùng thì là phó trưởng ban an toàn, phó trưởng ban thường trực an toàn giao thông quốc gia đã báo cáo ông Trương Hòa Bình. Ông Trương Hòa Bình thì chỉ đạo xuống cho văn phòng chính phủ, và văn phòng chính phủ yêu cầu tòa án tối cao, viện kiểm soát tối cao ra lại vụ án. Có nhiều người nói với tôi rằng là xử cho lái xe hoàng trắng án, tôi nghĩ không bao giờ có. Ai dám cá độ với tôi cá độ. Ai dám cá độ việc là lái xe hoàng trắng án và là còn đòi bồi thường xe, gần như không có. Bây giờ như này này, cái status này là tôi đăng là tôi tập xử án. Lái xe hoàng này đã bị tù là 2 năm rồi. Đã bị tù 2 năm rồi. Thì bây giờ tòa án tối cao xét thấy vấn đề là xảy ra tai nạn thì cũng do rủi ro rồi này nọ tôi không biết. Nhưng mà có thể xử, mà gia đình cũng phải nên chấp nhận như thế thôi. Từ 8 năm đền mấy trăm triệu xuống còn 6 năm. Mà giờ cộng đồng mạng lên tiếng, chúng ta không thể ép quá cơ quan công quyền được. Chúng ta không thể ép quá cơ quan công quyền được. Thì ở đây là gì ạ? 6 năm, tôi ví dụ là bây giờ 6 năm xuống còn 2 năm, 1 năm tù treo chẳng, bạn nghĩa là cái rủi ro nó đến với bạn, và bạn phải chấp nhận rằng là cuộc đời bạn đã từng bị án hình sự. Như cái án này nó là án, nó không phải là cướp của giết người, nó không phải là lừa đảo chiếm đoạt, nó không phải là mua dâm bán dâm, nó không phải là buôn ma túy, nó không phải là vụ án kinh tế, mà đây nó là do rủi ro. Thế thì bạn phải chấp nhận rằng là cuộc đời bạn vẫn phải đã từng liên quan tới pháp luật. Có những người nói là cay đắng cuộc đời, cay đắng cuộc đời đã từng bị liên quan luật, nhưng sống ở đây bạn không bao giờ có cách khác. Họ ra bạn 2 năm rồi, bây giờ tòa, ví dụ tôi tòa xử như này này, 2 năm tù và 1 năm tù treo, nghĩa là lái xe hoàng có thể được thả tự do luôn tại tòa, được thả tự do luôn tại tòa, và 1 năm hoặc là 6 tháng án treo, thì nói chung là vẫn còn bị án, không thể một phát nó giống nhiều trắng án được. Và đừng, gia đình cũng, tôi cũng không biết được rằng là nếu gia đình vẫn tiếp tục chiến, nếu gia đình chiến tôi vẫn chiến tiếp hộ, tôi vẫn ủng hộ. Nhưng khó là vì nếu như bây giờ mà bạn mà được xử trắng án thì đương nhiên với vấn đề là tòa Thái Nguyên sơ thẩm phúc thẩm là sai, thế thì sai thì bây giờ là mức lại còn liên quan đến bồi thường, bạn sẽ, nhà nước lại phải bỏ ra đôi 3 tỷ để bồi thường bạn trong 2 năm oan sai. Mà cái điều đó gần như khó có thể trong cái vấn đề tình ngay lý gian này.
bạn lưu ý như này này. Đấy, hôm nay có một bài báo khuấy động lại cái vấn đề liên quan tới luật giao thông. Thượng úy công an của huyện Can Lộc đi xe, thứ nhất này, một biển giả, hai tông chết một ông già đi ngược chiều. Tất nhiên ông đi ngược chiều thì ông sai, nhưng mà nó không bị xử bất cứ một cái gì. Thế thì ở đây là gì ạ? Các kia đi lùi thì khác gì vấn đề, khác gì vấn đề là ông già đi ngược chiều. Một thằng thì bị xử 8 năm sơ thẩm, phúc thẩm 6 năm. Cái thằng thượng úy công an ấy, nó đi vừa thứ nhất là biển giả nhá, cái thứ hai là nó đâm, thế mà gần như nó không bị xử lý cái gì, hình như sao số vẫn không bị rụng. Nó còn như này nhá, bỏ chạy, nó còn bỏ chạy cơ. Cái việc như này này, VTV1 lên tiếng ấy, thật ra VTV1 là đã từng về Tân Đệ đăng bài lên sóng chào buổi sáng, sáng hôm sau mất luôn bản tin đấy. Như đấy là một cái sức ép khá lớn, nó liên quan tới quyền lợi của khá nhiều người. Nhưng đây nó chỉ là mấy cái con, tôi cứ gọi là con ấy, con thẩm phán của Thái Nguyên thôi. Thì vác ngay cái vụ mà thượng úy công an của huyện Can Lộc lên tòa án Thái Nguyên xem nó xử thế nào, cùng đồng nghiệp nó đấy, mang cái vụ đấy lên, cùng hiện trường đấy lên. Tai nạn xong nó còn bỏ chạy cơ, lên đấy xem nó xử bao nhiêu năm. Thằng thượng úy công an ấy, ở Việt Nam ấy, cái ranh giới đúng sai, cái khoảng cách tù tội và số năm ấy, nó khá là dài. Giống như mấy cái ông đại bẩn quốc hội ấy, mẹ nó thấy mình chửi đại biểu nó hơi cạnh mũi, nó tiêu được tôi, có thể nó từ 1 năm đến 10 năm nó cũng là một con số. Nhưng mà xin lỗi nha, không thể tôi chửi ông ấy, thích thì một là ông là nguyên đơn, tôi bị đơn, ông kiện tôi đi, chứ không có chuyện bị cáo bị can đâu nhá. Lại chim mà không hút thuốc lào nó cứ thiếu. Mang ngay cái vụ án của thượng úy công an huyện Can Lộc lên cho tòa Thái Nguyên nó xử. Đấy, tòa Thái Nguyên mà công tâm thì thằng đấy cũng 8 năm. Mà cái ông đi xe đạp ấy, là cái ông nó chỉ có một cái khoảng thôi, còn tránh được cả cái ô tô, cả cái đường cao tốc ấy, thì tránh được đít à? Đường kia không phải đường cao tốc. Thật ra là gì? Đấy, của Nguyễn Quân cô đang bảo là trắng án là đúng. Nhưng mà như thế này này, chúng ta mong mỏi như thế, nhưng khó lắm. Sống ở dưới cái bầu trời này khó lắm. Bây giờ trắng án nhá, tình huống trắng án sẽ xảy ra như này này. Viện kiểm soát sai, cơ quan thi hành bên lực lượng công an sai, tòa án sai, ba thằng đấy sai và phải đền rẻ cũng phải 3 đến 5 tỷ. Nhân lên số ngày làm việc, nhân lên với lại về tổn thất tinh thần thì nó phải 3 đến 5 tỷ, không bao giờ có. Nên là cái mong chờ, chúng ta đừng mong chờ điều đó, và gia đình phải chấp nhận điều đấy. Gia đình là bây giờ là như này, 2 năm tù và 1 năm tù treo. 2 năm tù và 1 năm tù treo, nghĩa là bạn đã bị tù 2 năm rồi, bây giờ xử xong phát bạn được trắng án, được về với vợ con, được ôm con bạn ngay tại tòa, ôm người thân ngay tại tòa. Chúng ta có thể hoàn toàn vỗ tay cổ vũ phiên tòa rất là công tâm. Chúng ta có thể chạy lại chúc mừng bạn Hoàng, chứ không phải là chúng ta lên tòa Thái Nguyên. Mà bạn ấy, mình chúng ta đảm bảo, cố gắng bảo vệ bạn ấy, nhưng mà xong phát nó còng mẹ hai tay, nó xích phát đi luôn, và chúng ta không có cơ hội được nắm bắt, không được cơ hội được gọi là một cái ôm
một cái sự chia sẻ. Nhưng nếu như mà tòa tối cao chẳng hạn mà xử công tâm thì có thể bạn sẽ được có thể nó vẫn tu mà 2 năm tù và 1 năm tù treo. Thì rõ ràng là như thế là bạn vẫn bị tù, nhưng mà tù treo thì thôi là bạn vẫn được ra ngoài. Trong 1 năm tù treo đấy là bạn hoặc là thêm biện pháp là treo bằng 5-7 tháng nữa. Thì như thế mới là đúng với cái chúng ta mong chờ. Không có cách nào khác đâu. Đấy là quan điểm cá nhân của tôi. Và như thế cũng đã là được rồi. Còn thực sự là trừ khi Hoàng có một cái gọi là có một ngôi sao may mắn nào đó, một ngôi sao may mắn nào đó chiếu. Nhưng khó lắm. Thứ nhất là gì? Việc của Hoàng không phải là việc ảnh hưởng tới an ninh chính trị, nên là cũng không đến, nó cũng không gắt gao lắm đâu. Cộng đồng mạng lên tiếng thế thôi. Đúng rồi, bạn Mùng Nguyễn Quân nói đúng đấy. Anh Kevin ơi, thứ nhất là gì? Sau khi kết thúc phiên tòa, gia đình sẽ nộp đơn kháng cáo. Và việc đó, thật ra là gì? Đối tòa án tối cao ấy, họ không hoãn như tòa án tỉnh đâu. Tòa án tỉnh là vì thằng nọ bao che thằng kia. Còn tòa án tối cao họ không hoãn lên hoãn xuống kiểu đấy đâu. Họ không chấp nhận cái kiểu là đến tòa xong vong nhập đâu. Làm gì có vong 4 cái ông đấy, tôi chẳng biết cái ông nào về nhập. Nói rằng là tôi chết cách đây 2 năm rồi. Cái vong nào đấy, cái vong nào mà siêu thế. Cái lúc đấy tôi không quay được, anh Đình Sang anh quay được nhưng tôi không quay được. Lúc đấy tôi lại đang ở ngoài nghe điện thoại. Vong về. Tất nhiên là các bạn bị mất rồi. Các bạn mất rồi, nó là thiệt thòi rồi, thiệt thòi cho gia đình rồi. Và nếu là vong thì bạn phải công tâm, bạn biết rằng là vì ai sai và bạn chết vì ai. Còn cái vong mà cái vong bẩn ấy thì tôi xin lỗi, cái vong đấy cầm roi mây, cái roi gì nhỉ, roi dầu quất vào đít. Tôi là chuyên bắt nạt ma là không bắt nạt được tôi. Cầm roi dầu quất vào đít, biến. Mày không biết là bây giờ là ai đang vì cái vấn đề đấy mà họ cũng đang phải tù tội à? Đấy, vong về nhập luôn tại tòa. Tôi chết cách đây 2 năm rồi, tôi đề nghị thế này, tôi đề nghị thế kia, đề nghị cái con khỉ. Lần sau nếu mà tòa án tối cao ấy, tôi sẽ làm roi mây. Bà đấy là tôi được quyền, tôi lấy roi mây tôi quất vào đít. Không phải roi mây, roi dâu. Cầm một ít tỏi nữa nhét vào mồm ấy. Anh Kevin ơi, em hiểu ý của anh. Nhưng mà chúng ta cũng nên hy vọng. Bây giờ chúng ta cũng chỉ biết hát bài ca hy vọng thôi. Chúng ta không phải là những người cầm cân nảy mực. Chúng ta không quyết được việc gì. Ngay cả bây giờ là nghĩ ra phương án. Ngày qua nay đau đầu, lâu nay là BOT, lâu nay là việc của lái xe Hoàng. Tôi ngồi tôi nghiền ngẫm. Tôi tìm cách đánh, thật ra tìm cách đánh ấy. Đánh BOT cũng phải tìm cách, nhưng mà tự nhiên nó đánh lung tung đâu. Tìm cách, nghĩ phương án, lên phương án như thế nào, sẽ ra làm sao. Và thực ra là cái gì, cái phương án là nghĩ tới an toàn giao thông quốc gia, ban an toàn giao thông quốc gia là cũng có nghĩ tới. Nhưng mà hôm nay thì như thế đã là tín hiệu khả quan. Thực ra đấy là tín hiệu thôi. Còn biết đếch đâu được nó lại cố tình. Nhưng mà câu chuyện là gì? Câu chuyện ở đây là gì? Lái xe này ấy, họ không phải là những người mà gây nguy hiểm cho xã hội. Họ không là người gây nguy hiểm cho xã hội thì tại sao cứ cố tình nhốt họ trong tù làm cái gì? Họ không phải là người mà giống như cướp hiếp giết. Họ không phải là lừa đảo chiếm đoạt, nghĩa là gây nguy hiểm cho xã hội. Ngay cả đến tòa cũng không cần nhất thiết phải còng tay họ như thế.
họ là người con người làm ăn lương thiện và không may bị như thế. Chúng ta cần phải đồng cảm với họ, chứ họ có phải tội phạm đặc biệt nguy hiểm đâu. Thật ra đối với cái tội này ấy, có thể là đôi khi họ được tại ngoại, họ được tại ngoại trước khi đưa ra tòa xử lý. Tội này cũng không phải là cái tội mà lớn. Sau khi tòa xử xong thế nào thì vẫn thi hành án. Nghĩa là những cái đất nước hoặc là có những vụ án đấy, các bạn đọc thì biết đấy, toàn nghìn tỷ thôi. Cơ quan bộ công an còn đánh bạc cả nghìn tỷ kìa, thì nó không sợ. Cụ Nguyễn Quân ơi, chắc là cụ cũng sốt ruột như em. Cụ bảo là nhiều người biết cụ khi tai nạn xảy ra chúng ta đang tìm mọi lý lẽ để bảo vệ lái xe Hoàng thôi. Chúng ta đang tìm mọi lý lẽ để bảo vệ lái xe Hoàng. Chứ nếu như lái xe Hoàng hoàn toàn cứng họng, hoàn toàn mà 100%, tôi cứ nói là 100% ấy, thì chúng ta không phải vất vả đấu tranh đến ngày hôm nay đâu. Nên chúng ta cũng phải sống trong môi trường này, chúng ta cũng cần phải vận hành theo nó. Tôi nghĩ rằng không có chuyện trắng án đâu, tôi nói thẳng đấy. Tôi mong như thế, tôi mong là được trắng án. Nhưng mà khó. Tôi đố bạn nào mà bây giờ đánh được tòa Thái Nguyên, trừ khi giờ phát hiện ra nó nhắn tin đòi tiền gia đình hoặc là này nọ, nói chung những cái mà tội phạm lớn. Còn không, khó để mà có cơ hội như chúng ta mong muốn. Tất nhiên tôi mong muốn như bạn Nguyễn Quân, chứ không phải tôi phản biện lại cái câu của bạn Nguyễn Quân. Bây giờ như này này, nếu như tình huống như này là tôi đã thấy rất mừng và thực ra là vỗ tay được rồi. Tù 2 năm và đỡ bôi xấu vào cái tòa án Thái Nguyên ấy, thêm một năm ăn trèo, thả tự do luôn tại tòa. Thì đấy, chúng ta cũng cứ tranh luận đi. Với cụ Nguyễn Quân, cụ cứ bảo là nhiều người biết cái gì. Là vì nếu như giờ thực nghiệm lại với khoảng cách 50-60 mét, mà thực ra là mình biết trước cái thằng kia đang lùi rồi ấy, mình biết trước thằng đấy đang lùi thì có thể xử lý được. Nhưng cái lúc mà đang lái xe biết cái đéo nó đang lùi, các cụ hiểu không ạ? Bây giờ mà thử nghiệm lại, một thằng đang lùi, một thằng đang tiến, nghĩa là mình biết chắc chắn nó lùi rồi thì mình sẽ có cái tâm lý để lái cho nó chuẩn, mình có thể phanh rồi này nọ. Nhưng mà vì nó đang trên đường, mình không biết, trong đầu mình chưa tiết ra cái suy nghĩ rằng là nó đang lùi, thì chúng ta không thể xử lý nào cách nào khác được so với lái xe Hoàng. Nhưng mà bây giờ thử nghiệm lại, nghĩa trong đầu mình nghĩ chuẩn bị thằng kia lùi rồi, chưa tốc độ số 2, chưa đi mình đã phán đoán được rồi, thì trong cái tích tắc mình có thể có cách xử lý. Còn hơn 6 năm bạn Bùi Xuân Trị ơi, thật ra tôi chưa biết nguyện vọng của gia đình như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ luật sư cố vấn thì phải nên nói mạnh về vấn đề là án quá nặng. Khi việc đấy là không phải do tôi gây ra thì nó sẽ hợp lý hơn. Chứ nếu kêu trắng án là thực sự khó. Kêu trắng án là khó. Tôi nghĩ là kêu trắng án là khó. Án treo ấy là cái án mà cái án treo sẽ là cái án treo ấy sẽ là cái án để mà
giảm cái dư luận, giảm cái dư luận và đỡ cho tòa Thái Nguyên. Đúng rồi. Thế thì đấy, cũng cứ mong là sao chẳng án được. Bây giờ như này này, chúng ta cứ băng rôn khẩu hiệu là chẳng án, là khó, nghĩa là tôi chả biết nói thế nào nữa. Như đấy là tôi chỉ hy vọng như thế là mừng lắm rồi, thật sự. Cá nhân tôi như nghĩ như vậy là đã là mừng cho lái xe hoàng lắm rồi. Nếu như cộng đồng mạng chúng ta không quan tâm ấy, thì cậu ấy là 8 năm, chứ không phải là 6 năm. Và nhờ cộng đồng mạng và cậu đã được xuống 6 năm. Và bây giờ nhờ cộng đồng mạng và đang có thể có cơ hội quay lại với cuộc đời sớm nhất. Thì đúng rồi, nghĩa là xử bằng thời gian đã bị tạm giam. Xử bằng thời gian đã bị tạm giam. Xử bằng, thật ra là cái gì, chúng ta phải chia buồn cho gia đình có người bị mất, chia buồn cho lái xe Sơn và đồng hành cùng bảo vệ công lý cho lái xe Hoàng. Chứ lái xe Sơn nhìn trên tòa bạn cũng là một người tốt, không phải là một người bặm trợm hay là một người lái xe ẩu. Có cái là hôm đấy rượu chè rồi nó cũng là không may. Cái việc không may thì chúng ta cũng không thể ai nói mạnh được, ai lái xe rồi cũng có như lúc ngớ ngẩn. Thật đấy, ai rồi cũng có lúc ngớ ngẩn. Anh Kevin ơi, anh nói bên châu Âu bồi thường là xong là không phải. Những đất nước phát triển họ xét tới rất nhiều yếu tố. Nếu chỉ nói bồi thường là xong, thì nếu bồi thường là xong ấy, thì nó xảy ra cái tình trạng là giết người khá nhiều. Nó không thích nó đâm. Nên câu chuyện là bảo bồi thường là xong là không phải. Nên là câu chuyện của lái xe Hoàng, đó là những thông tin, thực ra là những thông tin đó là thông tin khả quan. Và chúng ta hy vọng như vậy. Chúng ta hy vọng và chúng ta mong như vậy thôi. Còn bỏ trắng án, tôi nghĩ không có đâu. Thực sự tòa Thái Nguyên sẽ phải huy động đâu ra tiền khoảng 2 năm rồi tôi bồi thường tổn thất tinh thần, bồi thường xe cộ, bồi thường này nọ. Mà bây giờ ấy, nó như này này, nếu mà ông kia sai ấy, thì ông Sơn lại còn quay lại đền xe ông Hoàng, lại đền xe ông Hoàng, và ông Hoàng không được bảo hiểm, tiền bảo hiểm của bên bảo Việt đâu. Là vì ông kia sai, ông kia phải bồi thường chứ, không phải ông Hoàng đâu. Nên câu chuyện là ông Sơn sẽ bị nặng gánh hơn rất nhiều. Đâu bây giờ mới bắt đầu, còn lâu, nó tiếp nhận hồ sơ xong rồi thì nó sẽ có thông báo. Vừa mới xử cái đêm mấy hôm và hôm nay đơn mới đến được ủy ban và văn phòng chính phủ. Như thế cũng đã là nhanh rồi các bạn ạ. Như thế cũng đã là nhanh rồi. Cái đường Thái Nguyên ấy, đấy, hôm trước ấy, đường cao tốc Thái Nguyên ấy, ông cảnh sát giao thông ông đỗ ở đấy để ông bắt xe thôi. Mà nó còn đâm, nghĩa là nó còn không phanh được. Rõ ràng còn nhìn thấy cảnh sát nhá, mà còn đánh phanh được. Nó còn đâm chết cả ông cảnh sát ấy. Vì cái đường nó bé lắm, hai làn, cụ nào đi đường Thái Nguyên, thật ra là chỗ này không biết mọi người đi đường Thái Nguyên chưa. Cái làn nó làm, ôi dở ơi là dở. Cái làn mà làn gọi là cái lai rừng khẩn cấp ấy, nó không đủ, đỗ đủ một cái thân xe. Nó chỉ tầm khoảng 1,5 m ấy. Cụ nào đi đường đấy thì cụ biết, 1,5 m đến 1,2 m là cùng thôi. Không có luật sư mà, có hai luật sư đang tham gia bào chữa cho lái xe. Nhưng tiếng nói của luật sư chưa thực sự mạnh. Luật sư với đang bảo vệ trên cái quan điểm thật ra cũng chưa thực sự mạnh. Đôi khi là có phải đấy, như cái vụ bác sĩ Lương ở Hòa Bình ấy. Như vụ bác sĩ Lương ở Hòa Bình, như luật sư cãi tay đôi với lại tòa luôn và bị đuổi ra ngoài, nhưng tí lại phải mời vào. Và đến cuối cùng là gì? Đấy, bác sĩ Lương đến bây giờ là phải truy tố thêm cả
giám đốc và phó giám đốc bệnh viện tỉnh. Nghĩa là đừng có an toàn quá. Chẳng như báo quốc hội như thế, chẳng có cái luật chó nào quy định là phải có giấy giới thiệu mới được ở đến dự phiên tòa, vì tuyên tòa công khai. Nhưng mà công nắm điều đó, công cũng không chiến luôn à? Chứ tôi là tôi chiến luôn. Tôi đề nghị tòa phải giải thích từng cái trước khi bắt đầu. Còn đừng ngồi xổm lên pháp luật như thế, chỉ mặt thẳng tên. Bạn muốn lấy uy tín cho ngành và bạn đòi trắng án á? Thế thì tòa đấy, nếu lấy cho ngành ấy, nó nhổ mặt vào tòa Thái Nguyên thì nó càng bôi xấu cái tòa, chứ không phải để lấy uy tín đâu bạn ạ. Cụ Nguyễn Văn Tuyên ạ. Nếu mà nó xử trắng án thì nó nhổ tuẹt vào cái hệ thống của nó bên dưới ấy. Nghĩa là bây giờ một thằng sếp chỉ một thằng quân sai ấy. Chỉ một thằng sai ấy, chính tỏ là ông này rất nghiêm khắc nhưng mà quân sai đầy. Và nó tạo ra cái tiền lệ là cứ ở dưới kêu lên ở trên. Cứ chỗ nào cũng không đồng ý lại phải lên tòa cấp cao vào. Và câu chuyện ấy là tòa cấp cao suốt ngày đi xử lại. Nên câu chuyện của bạn Tuyến Nguyễn Văn không có đâu. Chúng ta phải tinh tế. Chúng ta phải tinh tế trong cả những vấn đề định hướng, những vấn đề quan tâm. Thật ra là gì? Tôi nghĩ rằng là gia đình lái xe Hoàng đến bây giờ là tôi nghĩ rằng là mong Hoàng được ra khỏi tù và không bị bồi thường đã là mừng lắm rồi. Còn xe cổ thì cậu có mua bảo hiểm, và bảo hiểm trách nhiệm dân sự cậu có tội, cậu có một chút tội thì bảo hiểm nó với thanh toán tiền cho bốn người chết kia, nghĩa là thì nó cũng được vài trăm gì đấy, mỗi mạng người tầm khoảng trăm chẳng hạn, bốn mạng thì 400, tôi ví dụ thế, thì nó còn đỡ đi. Và cậu đấy coi như 2 năm rồi là nó là cái không may, thế đã là mừng lắm rồi. Lê Hùng Thắng. Đúng rồi, đấy, như thế là mừng rồi. Không cần tù thêm ngày nào nữa, thêm cũng chẳng để làm gì. Cũng rớt nước mắt rồi. Tôi nghĩ rằng nếu tuyên như thế, nếu tuyên như thế là gia đình Hoàng cũng đã vỡ òa trong niềm vui sung sướng rồi. Mà như thế là cả công luận đồng tình ủng hộ. Còn nha, tình huống nha, tôi nói các bạn như này nhé. Tình huống mà lái xe Hoàng không sai tí nào ấy, lái xe Hoàng không sai tí nào ấy, thì bảo hiểm nó và nó vỗ tay đút túi quần, và bốn mạng người kia bảo hiểm cũng không thanh toán, xe của Hoàng cũng không được thanh toán. Hoàng chờ sơn sửa xe cho cũng không bao giờ có. Nên là cái đúng cái sai, các bạn khi mà tham gia bảo hiểm thì các bạn biết, mình mà đúng ấy, thằng kia sai ấy, bảo hiểm nó bắt thằng kia đền. Bạn đi mà đòi thằng kia mà bốn mạng người, tôi thực ra tôi không biết là bảo hiểm nó trong hợp đồng nó sẽ đền bao nhiêu, nhưng tôi nghĩ là phải có. Và xe của Hoàng là bảo hiểm phải sửa, vì Hoàng có sai. Nhưng cái sai ở đây là gì? Cái sai đấy, cái tội đấy là do ông kia gây nên, và Hoàng nó nhẹ tội đi. Chứ nếu giờ chúng ta mong Hoàng trắng án, thứ nhất là gì? Một, tòa Thái Nguyên phải bồi thường, mà điều đó là điều không thể. Tòa Thái Nguyên từ cấp sơ thẩm và phúc thẩm đều phải bồi thường. Hai là Hoàng phải không được tiền thanh toán tiền bảo hiểm. Riêng xe của Hoàng đấy sửa cũng phải đôi trăm,
đầu công đâm thế tôi không biết bao nhiêu, nhưng tôi nghĩ phải đôi 300. Nên là chúng ta phải xét đi, chúng ta phải xét lại. Thứ nhất là không có chuyện tòa Thái Nguyên sẽ phải bồi thường cho Hoàng đâu. Nó cùng một ekip bảo vệ nhau. Và câu chuyện thứ hai, không phải tôi cũng phân tích như này để gia đình hiểu, người thân của gia đình chắc cũng xem. Bắt chờ được tòa Thái Nguyên bồi thường là khó. Bây giờ chỉ kêu gào lên là quá tội, nặng quá, nặng quá, oan quá, nặng quá thì được. Chứ bây giờ bảo oan quá tôi không có tội, khó. Là vì nếu bây giờ thử nghiệm lại mà trong đầu bạn, bạn biết chắc chắn cái xe kia đang lùi cách 60 mét bạn vẫn xử lý kịp. Nhưng mà vì trong đầu nghĩa là tình huống nó chưa nảy sinh, bạn chưa nghĩ gì, không biết nó lùi hay nó tiến hay nó đỗ, thì câu chuyện bạn mới không có cách xử lý. Nhưng vì trong đầu bạn, nếu bây giờ thử nghiệm lại mà trong đầu bạn nghĩ bố nó là đang lùi rồi, thì bạn mới xử lý được. Nên là nếu mà tòa án tối cao họ công tâm, họ thấy là xét cả tình cả lý, họ thả luôn lái xe Hoàng tại chỗ, thì điều đó là một điều thật ra là cộng đồng mạng chúng ta có thể, tôi không được gặp mọi người chẳng, tôi vẫn là phải đang ở quán trà đá chẳng, để rót một ly bia chúng ta rô với nhau chúc mừng, cộng đồng mạng lên tiếng. Còn đối với BOT, tại sao tôi tham gia việc lái xe Hoàng? Vì tôi hay nhắc là lái xe Hoàng được sự ưu ái của cộng đồng. Nhưng mà trước đây hai tuần phiên tòa trước thì tôi không lên. Và tôi mới giật mình khi mọi người nói rằng là anh nên ủng hộ. Và tôi mới giật mình, tôi nghĩ rằng là hóa ra là đúng thật. Mình cứ nói là mong được như cậu ấy, nhất là không phải mong được tù như cậu ấy, mà mong được cộng đồng mạng quan tâm. Thế thì đấu tranh BOT này cũng thế, nó luôn bẫy, nó đang thắng thua chúng ta về pháp lý, nhưng nó đang chờ, nó đang bẫy chúng ta sai ở cái gì và nó có thể tìm cách để nó xử lý. Và chỉ mong rằng là cộng đồng mạng, tôi vẫn chiến đấu, cộng đồng mạng giúp tôi là nếu, tất nhiên là sẽ phải cần sự tư vấn của luật sư nếu nó tiêu được tôi, cần sự tư vấn của luật sư bên cạnh. Thì vì tôi không thể kịp để đọc, lúc mà nó tiêu rồi thì tôi không kịp để đọc ra điều khoản nào ở luật bao nhiêu như thế nào được. Thì không có smartphone, không có các luật để bên cạnh mình để mà đọc. Nhưng tôi tự tin rằng là tôi chạy đôi với tòa. Tôi tự tin tôi chạy đôi với tòa. Cái việc là sáng thứ hai này có một bạn nào đấy, bạn bảo bạn gửi cho lái xe Hoàng 2 triệu. Thứ hai bạn gửi. Tôi nghĩa là nay chưa phải thứ hai nên tôi chưa nhận được. Và tôi chưa có ý kiến gì. Cái việc kêu gọi cho lái xe Hoàng ấy là việc cũng nên, nhưng không phải tại thời điểm này. Khi nào bạn được tuyên tại tòa. Chứ con người ta nó rất là tham. Hôm nay có nhiều người gọi cho tôi và tôi giải thích với mọi người rằng là các anh các chị nên hiểu như thế này này. Bác Trần Đình Sang. Các mọi người nên hiểu như thế này này. Bây giờ nha, ví dụ như các bạn có quyên góp, gọi là có mạnh thường quân đi chẳng, góp được cho bạn Hoàng này cả tỷ chẳng, hay là 500-700 triệu chẳng. Nhưng cái người, con người ta nó hay bị tham. Họ sẽ thấy cái thằng kia được góp thì tiền đấy không phải tiền của nó. Và họ lại vẫn kêu gào. Họ vẫn kêu gào là lái xe Hoàng vẫn phải để bồi thường, vẫn phải. Như thế là nhẹ quá. Chúng ta thì đang kêu gào cho lái xe Hoàng giảm nhẹ tội. Nhưng một mặt cái bên gia đình kia kìa, họ lại làm rum bèn lên. Họ bảo chết oan quá. Vong lại về bảo chết oan quá. Và họ ở trong nhờ được không ạ? Ừ. Và họ lại chiêu trò để gây sức ép lại với lái xe Hoàng. Cụ Sang ơi, cụ lên sóng đi cụ Sang ơi. Bây giờ anh Sang anh lên sóng tí, bây giờ muốn anh lên sóng thì kiểu gì nhỉ?
Anh Sang ơi, bây giờ anh vào đâu nữa để anh lên vậy? Chả biết anh vào đâu. Đấy, tính mời được cụ. Cụ Sang tí là phải cho em kết bạn thì em mới mời được. Cô cho xin chén nước rồi. Anh ơi, lên sóng với em tí đi, em đích mời được anh tí anh cho em kết bạn với anh cái. Tủi thân lắm. Nhưng đúng là phải phục anh. Cũng phải phục anh Sang. Tôi thì cũng đích nắm cái lịch phiên tòa, tôi cứ nghĩ là chỉ buổi sáng hôm đấy thôi. Và bố trí công việc chỉ lên được buổi sáng. Là vì thật ra là tôi còn doanh nghiệp, còn phải công việc. Mời bạn cũng tham gia, nhưng mà đấy phải bạn thì đấy được. Anh ấn vào đâu để nó lên cái. Thỉnh thoảng em vẫn ấn vào chỗ bạn em được. Và đúng là anh ấy lăn lộn 2 ngày trời ở đấy. Phải thực sự là phục anh ấy. Cái vùng vuông rồi. Nhưng mà nó phải là bạn bè cơ. Phải là bạn bè mới lên được. Còn người đang xem này muốn lên sóng thì ấn mời lên sóng ấy. Đây này, ấn này. Ấn này xong là thêm người này. Có đâu, nghĩa là phải là bạn bè mới mời được. Nếu ấn vào chữ Sang quá nó ra một loạt Sang nhưng không có anh Sang nhà mình. Thì đang livestream kết bạn làm sao? Ở đây. Nhưng đúng là phải cảm ơn anh. Lão dùng cái gì phát sóng em 3G anh ơi. Đấy, chị Hoàng Nguyễn cũng lên rồi, anh Vinh cũng lên rồi. Em bắt đền các anh các chị đấy. BOT Tân Đệ và Mỹ Lộc nó mà tiêu em ấy, là các anh chị cũng phải về với em như kiểu là về với bạn Hoàng đấy nhá. Còn chiến đấu em vẫn chiến đấu. Em điện thoại Oppo. Ôi trời, em biệt danh Nam không bao giờ say. Đích mời được anh Trần Đình Sang. Em ấn vào cái chỗ thêm bạn bè ấy, là nó không có Sang ấy đâu. Nó chỉ có hiện lên một loạt Sang thôi. Tôi đấy, trách ông anh là không thèm kết bạn với ông em. Khổ thế. Đích mời được thôi lần sau. Em kệ đấy, em bắt đền chị Hoa Nguyễn, bắt đền anh Trần Đình Sang, bắt đền anh Vinh. Các anh các chị ấy mà em mà bị tiêu là các anh chị phải về với em đấy. Thật ra là gì? Nó giờ nó chỉ mong sơ hở để tiêu được thôi. Không được. Không, tí em về, em chọn ai ít tương tác em hủy đi. Thật ra là em đã nút kết bạn với anh lâu rồi.
tí em nhắn để anh kết bạn với em. Nhưng mà đấy, các bạn nhớ không, phiên tòa xét xử đó, nếu không nhờ anh nhóm Bờ Đậu, không nhờ nhóm của Trần Đình Sang, không nhờ nhóm một vài hội lái xe nữa lên đấy phản đối, thì lái xe liệu có xuống được 6 năm không, và liệu có được cái chiều hướng tích cực của tòa án tối cao không. Nên là cái của cộng đồng mạng khá là quan tâm, khá là quan trọng. Đang live stream đấy xóa được, đang live stream nó phải dừng. Cái mỗi con người mà này, hôm trước uống với cái anh Trần Đình Sang, anh ấy nói một câu mà em chưa dám nói, nhưng mà anh nói đúng đấy. Anh bảo như này này, cả hơn 100 người đang xem này này, anh nói rằng thế này này, con người Việt Nam mình ấy cơ bản có tính xấu. Câu đầu tiên là hơi giận mình, cũng hơi cay mũi đấy. Dạ, các bạn cũng thương ấy. Nhưng câu thứ hai anh nói như này này, cái việc ấy đích liên quan tới mình ấy là mọi người không quan tâm, đúng không? Mọi người thấy đúng không? Anh nói quá đúng luôn đấy. Cái việc đích liên quan tới mình, ý là ông Hoàng cũng đâm không có ảnh hưởng cho như nồi cơm cho tôi đâu. Tại sao anh em Bà Đậu, tại sao ấy, nhóm của Trần Đình Sang lăn lộn ở đấy 2 ngày trời băng luôn khẩu hiệu? Họ không phải vô công đồ nghề đâu. Nhưng mà như này này, nếu rằng là ai cũng như đấy, tôi thề rằng là không bao giờ có những kiểu phiên tòa như này. Thôi tắt đi thì tắt luôn, như còn gì nữa chém đâu. Nếu như phiên tòa hôm tới chắc chắn phải xử rồi, không nghĩa là có sự, trừ khi tòa án tối cao vô cảm đến mức mà trả lời gia đình luôn, nghĩa là nó có những cái phương án như này nhá. Nó có những cái phương án như này này, khi mà sơ thẩm xong sang phúc thẩm không ấy được nữa thì gửi lên tòa án tối cao. Nhưng tòa án tối cao ấy, sau khi nó xem xét hồ sơ xong ấy, nó trả lời là nếu như mà nó không quan tâm ấy, nó sẽ trả lời gia đình và tòa án là mức án đó hoàn toàn đúng và phù hợp. Thế thì thôi xong. Nhưng mà là gì ạ? Động thái là, nếu đấy là chỉ tòa án tối cao tự xử nhá, nhưng ở đây có động thái là Phó Thủ tướng và Phó Ban An toàn Giao thông Quốc gia đã yêu cầu Văn phòng Chính phủ có ý kiến. Văn phòng Chính phủ đã có ý kiến với lại bên, nghĩa là cả một cái hệ thống đã vào huồng, thì chúng ta mới có hy vọng. Chứ còn á, bình thường ra tòa án tối cao ấy, nó cũng chỉ trả lời lại rằng là mức án đó hoàn toàn phù hợp và không cần phải xử ở tòa án tối cao, thế là xong. Nên là cái câu chuyện ấy, à đúng rồi. Còn những lần chưa được cơ. Bác Trần Đình Sang, bác đã kể công. Em đã khen bác 2 ngày mà em quên mất là còn mấy cái lần hoãn nữa. Và những lần trước mọi người cứ vỗ tay cảm ơn anh cái. Úi giời ơi, ai lại thế. Nhưng mà đúng thật, Phải thực sự là cảm phục. Cảm phục bác ấy. Như này nhá, các bạn, tôi vẫn nói rồi, để đấu tranh được BOT hay đấu tranh được với lại những cái sai trái của cảnh sát, hay đấu tranh với cả lực lượng chức năng, không phải là bạn ngông cuồng đâu, không phải bạn cứ đến đấy bạn thích mà nói gì đâu. Thứ nhất bạn phải rèn rũa ý chí. Chứ nhiều ông gặp công an vẫn xón mẹ đái rồi thì đấu tranh cái gì. Và cái thứ hai nữa, bạn phải có độ thông minh. Và cái độ thông minh ở đây nó không phải là bạn giỏi toán, giỏi lý, giỏi văn. Cái độ thông minh ở đây là những tình huống nó cứ phát sinh trong quá trình bạn chiến đấu ấy, nó cứ bục phát nó nảy ra cái này, bục phát nó nảy kia. Và cái tình huống đó là cái mà bạn xử lý, là xử lý hiện trường. Giống như là đôi khi là cảnh sát giao thông bắt lỗi này, bạn đang cái lỗi này, nhưng mà cái ông đấy lại đang sai cái khác, và bạn phải quay luôn sang cái việc là ông ấy sai cái đấy. Và
những cái này nó cần được sự rèn giũa, cần được sự rèn giũa. Nếu bạn nào xem dõi cái livestream của Trần Đình Sang ấy, bạn thấy là đầy cái lúc là tiếp thị sữa dọa, và ông đấy thôi thưa xin gọi ông nhá, ông quay lại ông dọa luôn lại được thằng tiếp thị sữa. Một là Sang, một Sang là anh Sang, hai là ông Sang. Họ toàn gọi Sang nát thôi. Mà em bảo cụ có nát đâu. Chắc ông anh này uống rượu kém. Chắc ông anh này uống rượu kém rồi hay bị nát. Hoặc là các fan hâm mộ nữ làm cho nát. Đúng rồi, kỹ năng xử lý tình huống. Nó đích cái nào nó giống cái nào đâu. Cảnh sát giao thông bây giờ nó nằm ẩn ở cái nhóm của Trần Đình Sang là nhiều lắm, nó xem nhiều lắm, nên là những cái lỗi mà nó cãi rồi nó hay cãi được. Tôi xem ở cái trang của Trần Đình Sang ấy, buồn cười nhất là mẹ mấy ông cảnh sát trật tự Bắc Giang vào bắt xe đỗ sai ở trong cái sân. Ôi, mẹ tôi cũng đến chịu không ấy. Cái đây có phải đường giao thông chó đâu. Thế mà lái xe cũng ngoan ngoãn ký biên bản cũng ấy. Là tôi á, chiến đấu lại. Chỉ có đúng và sai. Đấy, anh Sang anh Mách là có để nhiều anh em câu lạc bộ Yên Bái. Tất nhiên là qua theo dõi còn có thấy có anh Vinh rồi một số anh nữa. Nhưng mà chiến đấu thực diện là bắt Sang chiến đấu cũng ác, phải công nhận. Là vì lắm người ấy, chỉ cần nhìn thấy tiếp thị sữa không ấy là đã sợ rồi. Nhìn thấy tiếp thị sữa xong đã sợ rồi, chưa nói là cảnh sát giao thông. Biệt danh gì ở Lạng Sơn đấy? Ông ấy về Thanh Hóa ông có biệt danh là Sang Buôn Châu. Biết rồi. Không biết hôm nào có đi buôn lợn nữa không? Nhưng mà hãy mọi người phải như này này, phải thực sự là cảm ơn anh ấy. Thực sự cảm ơn anh ấy. Không có anh ấy, các lái xe bị o ép. Các lái xe bị o ép. Và cảnh sát giao thông vẫn lộng quyền. Nó giống như nhà bố nhà chúng nó. Em chẳng ghét đấy gì cảnh sát giao thông, em chẳng có mối thù gì với chúng nó. Đôi khi là em vi phạm xong thì em cứ hay thôi xài rồi,